giờ mình đi đâu đây? Ý, Bắc Linh ra kìa. Bắc Linh kìa. Có Bắc Linh nè. Trước kia Bắc Linh lại nhà mà. Ủa ai nhiều lắm. Không, có Bắc Linh thôi, cái đó xe của Mỹ. Có mình Bắc Linh nè. Trời ơi, thương nha. Rồi đi ra chào Bắc Linh kìa. Linh mới ra hả? Dạ, nửa tiếng mà. Đi. Rồi. Rồi, rồi. 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 Mà đã khá ba kinh cho mà. Rồi, ok rồi. À, đứng đằng ngoài mình cha và con mình ăn. Thầy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ca sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thầy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng chúng con cậy về danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cecilia bên trong nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lan vui vẻ vô cùng. Amen. Hôm nay là ngày giỗ mà các con ra thăm ba, mong ba mẹ phù hộ cho các con và các cháu được khỏe mạnh, rồi phù hộ cho tất cả mọi người và gia đình đừng mắc bệnh corona. Hôm nay là ngày lễ của họ, ngày giỗ của bà. Đó. Đó, hôm nay là ngày giỗ của bà nội. Con xin bà vậy ta. Năm sau là con thi là con đậu vô, con thi là con đậu vậy đó vậy. Rồi Hiếu ca xin đi. Bà nội cho Hiếu được khỏe mạnh. Học giỏi. Nghe lời cha mẹ. Rồi. Rồi ok. Được rồi. Nói gì đi ông ơi, nói đi. Rồi chào bà đi, về đi. Chào bà con bà. Gì đâu ông nội, đâu ông đây, nội đây, đâu, đây. Ông nội đây hả? Mệt quá. Qua đây, qua đây. Hiếu với bé chào ông nội với bà nội về nè. Hiếu đâu rồi, Hiếu đâu rồi. Qua đây, qua đây, hai đứa đứng làm được. Chưa ông nội, bà nội mình đi về. Rồi. Đó nữa bà mau chơi. Ngồi thờ nhậu. Đâu có ai đâu. Hả? Đâu có rủ ai đâu, đúng không? Nhà mình thôi. Thôi tụi em tự làm. Rồi. Rồi, bye nha. Đi cơ. Bye cô Hạnh chú Đức. Bye. Bye ông, bye bà. Bye. Bye. Trời lên xe luôn. Mang lên luôn. Lên chứ. Nếu mà quốc hội mà ủng hộ nữa qua tháng 5. Cái chất đầu tiên là mùng 6 tây tháng 4 này, tháng 4 này á, là coi như là xong xuôi hết á. Còn mà đợt thứ 2 á, mà quốc hội mà duyệt nữa thì nó cho đợt thứ 2 là tháng 5. Là cho gia đình, mỗi gia đình hả? Ừ. Wow. Mỗi gia đình rõ ràng luôn. Là coi như là ba cái thằng đài video Sài Gòn ấy này nọ, cái tin tức rồi vòng mày nọ toàn nói lào xào, toàn tầm bậy tầm bạ không. Cái Washington DC là cái đó ngay tòa mà bắt ốc trắng ra đó, là mùng 6 tây tháng 4 này là trăm phò xua luôn. Những gia đình nào mà đi làm khai thuế là nó có sẵn rồi. Ừ, có tên sẵn rồi. Có tên sẵn rồi.
Ví dụ gia đình em là em khai là hai người lớn, hai người nhỏ, rồi nó coi income của em là như vậy là rồi automatic là nó cũng giống như mà nó mình khai thuế mà nó gửi vào cho mình, nếu mà mình được lời đó, mình có ăn là từ automatic nó gửi vào cho mình là phò xua luôn. Làm mùng 6 tháng 4 là cái đó, còn cái đợt thứ hai thì coi như là chờ quốc hội, thì nếu mà ok thì tháng 5 mình có một cái nữa y chang vậy. Người lớn 1.200 vậy đỡ, con nít thì 500 đỡ bà lắm á, đỡ nhiều chứ. Chỗ giờ như thuế giờ gì thuế mà bây giờ mình tới 14 tây à 15 tây tháng 4 này cái gì mình kéo dài thêm được 90 ngày nếu mà thằng nào mà thiếu thuế 90 ngày sau nữa cũng phải trả. Mà nếu mà chứng minh mà mày bị lay off quá rồi trả hồi phân giải, nó cho giống như trả góp vậy, chứ không bắt mình phải trả nguyên một cục. Đỡ, đâu có nước nào làm nổi đâu, chỉ có ông Mỹ thôi. Mấy thằng Mỹ nó giàu lắm, giàu lắm, Mỹ nó giàu vô cùng. Rồi cụm cái uống vô đi, này không thấy bắt lên uống gì hết. Đúng rồi. Cụm cái. Nói chưa? Ráng học. Nghĩ sẵn. Ráng nghe là bác học. Nhâm chung nói gì là tụi nó năm nay đâu không có cần thi cử. Coi như là vẫn được pass, vẫn được cây lớp á. Ở mấy tiểu bang khác thôi thì nó có thay đổi, bây giờ học này nọ nó có thay đổi thì nó đã tuyên bố. Riêng ở Oklahoma mình á là nó chưa tuyên bố cho đến giờ phút này, chưa nói bao giờ học bao giờ. Ừ. Đại số 9 đại đức không coi đại số 9 nó vẫn là 6 tây tháng 4 này vẫn là vẫn học, giống như truyền ra trần nguồn ra nó là nó email và nói là cho đến giờ phút này vẫn quyết định, tại vì ngày hôm nay mới là hết cái ngày mà tụi nó nghỉ spring break. Luật của Oklahoma của thằng thống đốc này ra bắt buộc phải đóng cửa thêm 2 tuần nữa, nhưng mà trong vòng nếu mà trong vòng 2 tuần đó gì đứa nào bệnh ở nhà đừng cho tới trường. Tới trường nó cũng đuổi vào. Nó đuổi vào. Đó. Thầy cô giáo bất cứ ai bị bệnh stay home là ở nhà, còn ai không có bệnh hoặc vẫn đi học bình thường. Nếu mà bị bệnh vậy á, tốt nhất là ở nhà đi. Đừng có làm cái gì đưa tới làm phiền mất công, nó phải đo nhiệt độ mà nghĩ là nó đang lên trình là tới là đi vô là nó đo nhiệt độ. Nào cao là nó đuổi vào, nào cao đuổi vào. Còn là ok do vẫn do học. Tại gia ốc vào ba thứ tiên mình á nó quá ít luôn, mà cái ca nhiễm bệnh nó không có tăng. Còn mấy thành phố khác như Edmond hay là gì không cần biết, riêng về ốc lao ba city này thôi á là vẫn là 6 tây tháng 4 là vẫn đi học bình thường. Được 2 tuần nữa thôi. Mới bây giờ nó học bù thêm 2 con. Vậy thôi à, mùa hè học bù thôi. Ví dụ như cuối tháng 5, 20 tháng 5 nghỉ thì 1 tây 6 là 5 tây 6. Với lại để nó coi cái tình hình, nếu mà không ấy thì nó cho học mỗi ngày thêm 2 tiếng nữa. Giống như mọi hồi trước mình bị người cô bộ tên á, nó học thêm ngày 2 tiếng á, mình sáng mình ra mình chạy ra trường biết ốc đồ ăn đó. Còn mình chở ra trường nè, nó cho mà breakfast với lunch. Tụi mã thì nó ra nhiều à, tụi mã là ra nhiều á, còn mình thôi thì quá. Khu mình bên nhà bên anh á, bữa cho bạn ngày trước mà sao bán rồi. Bán rồi luôn á. Ngày một cái nhà đối diện nha, bữa cho bạn bán ngày sau xô trời ơi nó hốt. Bây giờ bây giờ
vòng vòng trong CD là khó bắt lắm mà ít ai bán. Thằng kêu em mua thêm mấy miếng đất, ai bán rồi mua. Giờ này không ai bán, giờ này là bất di bất dịch. Cái nhà thằng Mỹ Đen mà nhà lầu đó số rồi. Mà trong CD giờ rồi cái nhà ba cái nhà liền nhau bán, bốn nhà liền nhau bán, từ đầu nhà bây giờ chỉ còn có một căn nhà thứ hai là chưa bán được thôi. Nhưng mà thấy người vô coi tấp nập, còn 1, 2, 3, 4 là bán xô A, ba nhà xô A. Kỳ này nó vô khu này nó mua nùng được. Rồi cái nhà bên kia á, nhà bên kia nó sửa sang, ngay nhà ngay góc đầu này bán hết. Khu mình bán lẻ lắm, khu mình bán lẻ lắm á, khu mình bán hết tương đối. Không biết nó bán bao nhiêu mình không biết chính xác. Nãy giờ lấy tin tức của Bắc Linh nè, từ của Oklahoma. Không á, anh coi là đạt chính xác 100% luôn á. Đã nếu mà nó trên nhà mình là được mấy ngàn nữa, 2,400, 3,400 á. Đó là 4 người. Đó là 6 tới tháng 4 là cò xua luôn rồi đó. Còn mà cái tới tháng 5 nữa là nó chưa có cò xua. Thì nó nói tiền là có rồi á, nhưng mà cái người hưởng là người nào? Hiểu không? Thì ví dụ như là đi làm không được hưởng hay là sao mình không biết. Không. Rõ ràng. Tiền là có rồi đó, chấp nhận rồi đó. Hai vợ chồng mà làm trên 150,000 thì gia đình nó mệt. Mệt bà không biết bao nhiêu người mặt mẹ này. Nhưng mà trong nó coi trong cái form khai thuế gì mà cứ hai vợ chồng trên 150,000 miễn hưởng. Còn nếu mà single là dưới 50,000 á thì vẫn được hưởng. Rồi bắt đầu tới em, nếu mà dụ như con Ngọc giống như bên nhà anh, nó trên 18 tuổi nó cũng được hưởng giống như là anh, là nó cho 1,200. Giống như là con Lan dưới 18 tuổi nó cho 500. Lan xu quá. Đó là vậy đó. Hai cái này có 500 là mỗi đứa nó có 500 thôi, dưới 18 tuổi. Thì bạn có nít cho ít mà. Hồi trước mình á là nó nói lào xào mới đài chia nó 1,000 nó tùm lum mà. Nhưng mà ở ngay chính xác ngay cái bà mà vừa tổng thống vừa nói chuyện xong, cái bà ở Washington DC ra tuyên bố rõ ràng 6 tây tháng 4 này là chính phủ tiền approve rồi, đưa chuyển về cho liên bang là cứ xét hồ sơ mà khai thuế. Okay, gia đình nào không cần biết là cứ như vậy thôi, nó có tiêu chuẩn đó, là không cần biết thằng nào mà là vợ chồng mà làm trên 150,000 miễn bàn. Nhưng mà còn đang đi làm sao? Không cần thiết, mày đang đi làm hay không cần thiết. Đó cái đó là cái quan trọng. Không cần thiết, không phải quan trọng, không cần thiết. Còn mày có đi làm hay không cần thiết. Còn cái thằng bị ở nhà thì sao? Cái thằng ở nhà á, mày lên online, ok, mày lên online. Ví dụ như giờ vì cái đó mày phải ở nhà 2 tuần hay 3 tuần là nó 2 ngày sau tự động bị check qua. Đến khi nào mà cái đó không phải là tiền thất nghiệp, nó không phải là tiền thất nghiệp mà nó là chỉ được 60-70% thôi, tùy theo là mày có nuôi con ấy này nọ không á. Tại vì nó sẽ coi hôm đó mình, ví dụ như giờ Mương, Ngọc, Linh là 3 người đó tự động lên đó. Như em giờ lên được luôn. Ừ, everybody. Uber đâu có lái đâu, tao phải nuôi con đó. Cái gì? Mấy ngày hôm nay con Ngọc lên không vô không được, đông quá luôn. Thật mẹ. Rồi tại vì tụi nó là rành mà. Hâm dùm ba chén bánh canh mà. Okay. Gọi lên bên kia đây, đóng hâm, cửa đây, hâm hết cái này. Gọi lên chỗ mà thất nghiệp tô bánh canh phải không? Okay. Hâm cái này thôi được rồi, mà mốt qua.
Để không bỏ thì bánh canh. Này là bánh canh. Gọi lên thất nghiệp thì nó đóng cửa. Lên online online thì bảo quay. Chào. Nó bao giờ mới được. Thằng nào mà tới trước thì nó ra tuy là 2 ngày sau là nó gửi tiền về. Không ăn không ăn đâu em. Không ăn. Anh này là có rau, gà ngon cơ. Thầy nói ý trời chứ không?